Trong chapter 1046 mới nhất, ngoại hình khác lạ cùng sức mạnh lỗ bịch của Luffy đã khiến Kaido lú tới mức phải hỏi cậu là ai để xác nhận lại danh tính đối thủ. Nhưng đáp lại câu hỏi của Kaido vẫn là sự cợt nhả từ Lu khi bị Nika nhập. Hồng bé ơi, ông không chịu follow tôi mà đòi xin ưng tư của tôi. Rồi cậu tiếp tục chơi nhún nhảy và cười khoái chí. Tiếp đó, thông qua lời độc thoại của Jinisa, Oda đã xác nhận Luffy và Joy Boy là hai người khác nhau sau khi tiết lộ Nika chỉ là mô đồ của trái quỷ cách đây 2 chap. Như vậy không có ai chiếm hữu thân xác của Lu cả. Joy Boy là Joy Boy, Luffy là Luffy, còn Nika chỉ là vị thần tồn tại trong trái ác quỷ, được các nô lệ thời cổ đại xưng tụng là thần mặt trời. Trở lại với Luffy, sau khi chơi đùa Kaido chán chê, cậu mới trả lời nghiêm túc: ta là Follow Tilo, à quên, ta là Monkey D. Luffy, người sẽ trở thành vua hải tặc. Trận chiến được tiếp diễn ngay sau câu trả lời của Luffy. Kaido đã cười đầy sảng khoái trước sự ngạo mạn của Lu, đặc biệt khi cậu vẫn còn giữ được cái thái độ đó tới tận thời điểm này. Ông ta từng rất hối tiếc khi không được tận hưởng trọn vẹn trận chiến với Odin, suýt chút nữa lịch sử lặp lại ở trận đấu với Luffy, khiến nỗi buồn của Kaido tăng lên gấp đôi, nên không khó hiểu khi ông ta vui mừng đến vậy vì đối thủ của mình vẫn còn sống khỏe. Mặc dù trận chiến giữa Kaido và Luffy bị ngắt quãng một chút để nhường chỗ cho Raizo và Jinbei cùng nhau tỏa sáng, dập tắt toàn bộ đám cháy trong lâu đài, nhưng chung quy lại nó vẫn là một màn giao tranh ấn tượng. Tuy đã bớt đi yếu tố hài hước so với hai chap trước, nhưng Oda vẫn luôn biết cách gây bất ngờ cho độc giả với màn hóa trang thành thân sấm của Luffy ở cuối chapter 1046. Số đông cho rằng đây là một chi tiết lỗi sặc mùi búp bẩn của Oda, tuy nhiên mình lại không nghĩ vậy. Như đã hứa ở cuối video phân tích chương 1046, hôm nay mình sẽ cùng anh em bình luận những điểm hợp lý lẫn chưa hợp lý liên quan tới sức mạnh của Luffy cũng như dự đoán cái kết của kèo solo cuối cùng này. 1. Trái Hitoi Tonomimo đồ Nika có tới 3 hệ. Chi tiết thứ nhất phải nói qua về màn độc thoại của chú voi Jinisa, nhân tố gián tiếp giúp Raizo thi triển thủy đồn ở một nơi không hề có nước như trong lâu đài. Thật hoài niệm làm sao khi được nghe lại âm thanh đó, Joy Boy cứ như thể anh đang ở đây vậy, thật là phấn khích. Dường như đây là định mệnh, tôi không thể không nghĩ rằng chúng ta nên đặt niềm tin vào chú nhóc đó. Có lẽ lúc Luffy bắt đầu thức tỉnh trái quỷ, tiếng tim đập của cậu gợi lại ký ức của Jinisa cách đây 800 năm, Joy Boy cũng thức tỉnh năng lực Nika và phát ra âm thanh đó. Sự hoài niệm đã khiến Jinisa quá phấn khích mà quên mất Joy Boy đã chết nên nó mới bảo Momonosuke rằng Joy Boy đang ở đây. Chi tiết này từng có thời điểm khiến các fandom dậy sóng và chia làm hai phe. Một bên cho rằng Luffy đã chết, linh hồn còn Joy Boy bên trong trái cao su thức tỉnh và sử dụng cơ thể của cậu. Một phe lại cho rằng Luffy vẫn còn sống và Joy Boy thực chất chỉ là một danh hiệu để chỉ người thức tỉnh để trái Nika trong quá khứ chứ không phải tên riêng. Tới trong này có lẽ tranh cãi đã chấm dứt hoàn toàn, sau khi bình tĩnh lại thì Joy Boy cũng nhớ ra người đồng đội cũ của mình đã qua đời từ lâu. Người đang đánh trúng ngực kia là một chú nhóc tên là Monkey D. Luffy. Joy Boy phấn khích đặt niềm tin vào Luffy, còn Luffy sẽ không tự gọi mình là Joy Boy giống người đã để lại kho báu tại Laugh Tale. Bởi cậu đã khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng ta là Monkey D. Luffy, người sẽ trở thành vua hải tặc. Trong thời gian tới, ta sẽ sớm được thấy Joy Boy Jinisa đặt chân lên đất Wano, gặp lại cả Momonosuke và Luffy để tiết lộ những bí mật về Joy Boy cũng như cái chết của ông vào 800 năm trước. Tiếp đến là sự ảo ma của khung tranh cuối cùng khi Luffy cosplay máy dập cổ đại Zeus với mái tóc trắng hình ngọn lửa và lưỡi tẩm xét trên tay. Nếu bỏ trái Hitoi Tonomimo đồ Nika mang đặc tính của cả 3 hệ cũng không sai. Đầu tiên là khả năng phục hồi siêu việt và biến đổi cơ thể như các trái hệ doan khác. Nhưng Luffy cũng có thể thay đổi môi trường, thậm chí là cơ thể của sinh vật sống thành cao su. Đây lại là năng lực thức tỉnh của hệ Paramecia. Và cuối cùng, cậu có khả năng tấn công đối phương bằng các nguyên tố tự nhiên, một năng lực đặc trưng của hệ Logia. Từ một trái Paramecia bẻ lái thành hệ Doan, xong lại bonus thêm khả năng của hệ Logia, Oda đã khai sinh ra hệ thứ tư của trái quỷ, hệ Prazogia. Chốt lại là Luffy đã ăn trái quỷ hệ Prazogia, Hitohito no Mimo đồ chúa hệ Nika. Đó đã nói vui một chút về hệ tổng hợp của Lu, còn giờ chúng ta sẽ phân tích thật nghiêm túc vấn đề này. Thứ nhất là về năng lực đặc biệt của Doan Thần Thoại. Các trái Doan Thần Thoại từng xuất hiện luôn mang đặc tính của ít nhất một hệ khác. Có một số trái còn đặc biệt hơn, còn sở hữu đặc tính của cả hai hệ còn lại. Cho nên ngoài sức mạnh thông thường của hệ Doan, các mẫu Doan Thần Thoại hay có thêm siêu sức mạnh của hệ Paramecia, như trái Phật Tổ của Sengoku phát ra sóng xung chấn động tương tự năng lực của Dâu Trắng và Kuma. Trái Kiểu Vĩ Hồ của Devon mang khả năng biến hình Sadio Mane no Mi của Mr. Chu. Một trái khác lại mang sức mạnh của hệ Logia như trái Vệ Lang Đại Khẩu mà Yamato sở hữu, có thể điều khiển nguyên tố bằng tương tự Aokiji. Cá biệt, Thanh Long Kaido còn điều khiển được tới 3 nguyên tố là lửa, gió và sấm sét. Trái quỷ gió chưa xuất hiện nhưng lửa và sấm sét thì ta đã thấy. Trường hợp tương tự Luffy cũng đã có khi Phượng Hoàng Mako mang lực tổng hợp của hai hệ, bao gồm khả năng trị thương giống công chúa người lùn Mashiri, thay vì dùng nước mắt thì Mako dùng lửa.
Và như các Logia user khác, cơ thể của anh cũng có thể chuyển sang dạng vô định hình, phân tách rồi lành lại ngay lập tức. Qua đó có thể thấy đây là một đặc trưng của gian thần thoại, lý giải vì sao nó lại hiếm hơn cả hệ Logia. Không phải tác giả yêu ái Luffy mà trước cậu cũng có nhân vật khác sở hữu một trái quỷ mang đặc tính của cả ba hệ, thậm chí cá biệt còn có cả Paramecia đặc biệt của Katakuri, dù không phải hệ Logia nhưng anh ta vẫn phân tách cơ thể như thường. Trở lại với Luffy, tại sao cậu có thể sử dụng sớm xét để tấn công? Oda có búp bẩn ở chỗ này hay không? Mình xin nói luôn là không, Oda không hề làm lố. Thứ nhất là cách đây cả chục năm, bác đã bảo cao su là khắc tinh của sấm sét, đủ miễn nhiễm với mọi sát thương từ năng lực của Enen. Không cần Haki, cậu vẫn chạm được vào cơ thể dạng nguyên tố của hắn, cho nên bây giờ cậu cầm được vào lưỡi tầm sét cũng là chuyện hiển nhiên. Thứ hai là Luffy không hề tạo ra sấm sét. Khác với Marco tự tạo ra lửa, Luffy chỉ sử dụng sấm sét có sẵn trên bầu trời. Trong hai chap trước khi Lô đánh nhau với Kaido, ta đã thấy trên đầu họ là một đám mây rông khổng lồ liên tục phóng ra sấm sét. Rõ ràng đó không phải sét do Lô tạo ra, cậu chỉ sử dụng tính kháng điện của cao su để cầm nắm chúng như một vũ khí, như cái cách cậu bắt lấy cơ thể Enen năm xưa. Như vậy không phải Oda búp bẩn, mọi thứ hoàn toàn hợp lý, chỉ là gần đây mọi người không hài lòng với việc Luffy sở hữu sức mạnh quá vi diệu, nực cười nên hơi khắt khe một chút với chi tiết này, chứ mình thấy nó hoàn toàn bình thường. Nếu sau này Lô gom mây hay tạo ra băng với lại vòi rồng thì mới ảo, còn lửa thì ta thấy rồi. Chung quy lại, trái Hitoi Tonomimo đồ Nika vẫn chưa vượt quá khuôn khổ mà Oda xây dựng về trái quỷ, có chăng chỉ là nó mang tên một vị thần không tồn tại trong truyền thuyết ngoài đời thực. Thật mà trái Nika là một sáng tạo riêng dành cho thế giới One Piece, cho nên Oda có thể thỏa sức phát triển sức mạnh của Luffy. Do chưa từng xuất hiện trong bất kỳ cuốn tiểu thuyết, câu chuyện dân gian hay bộ phim nào, nên đôi khi những gì Nika có thể làm sẽ khiến người xem cảm thấy khó hiểu. Nhưng dù có thế nào đi nữa, nó vẫn nằm trong một khuôn khổ nhất định chứ không quá lố bịch. Sự lố bịch được nhắc tới trong manga thực chất chỉ là yếu tố hài hước, phong cách chiến đấu như đùa giỡn cùng những biểu cảm quái dị của Nika khiến mọi người bật cười, chứ không phải Oda làm cho Nika mạnh tới mức lố bịch theo kiểu đấng toàn năng muốn gì được nấy. 2. Kaido sắp bại trận, hồi và kết thúc. Cách đây tròn 20 chương, ở chapter 1026 có một khung thoại ngắn cho biết thời gian đang đếm ngược, còn 5 phút nữa là đảo Oni sẽ bay đến Hoa Đô. Nhưng đánh nhau tóe loe, thằng Main nó còn ngất thêm một lần rồi mà dân chúng vẫn chưa thấy bóng dáng đảo quỷ đâu. Thật ra phải mấy cái 5 phút trôi qua rồi, nhưng tại Dâm Long chơi kéo co với Kaido nên mãi Onigashima vẫn chưa đến được kinh thành Hana, thậm chí còn bị nó lôi ra xa hơn. Bằng chứng là ở chapter 1040 khi Big Mom bị lo và Kid ném xuống cái lỗ rồi phát nổ. Vị trí vụ nổ còn cách thủ đô Hoa khá xa, cứ cho là trong 6 chapter vừa rồi Onigashima có nhích thêm được một chút. Mà đúng nhất là từ lúc Momo cảm nhận được giọng nói của Luffy biến mất và Kaido đe dọa ép nó đầu hàng, Momo đã mất đi ý chí chiến đấu và dừng kéo Hỏa Vân. Tới tận chapter 1046 mới nhất, Yamato mới tóm dâu lôi thẳng nhóc đi làm nhiệm vụ của nó. Tính từ lúc Momo buông Hỏa Vân của Kaido ra, Onigashima chắc chắn cũng bay thêm được một quãng. Và mình mạnh dạn dự đoán Kaido sẽ còn đủ sức duy trì Hỏa Vân đến khi hoàn đảo tới được kinh thành Hana. Yamato nói Kaido đã tới giới hạn và Onigashima sắp rơi. Điều này đúng nếu nhìn vào thực trạng đất đá rơi là tả. Kaido không kiểm soát nổi Hỏa Vân nữa vì ông ta phải dồn sức để đánh Luffy. Ở chapter 1045, chẳng ai làm gì nhưng Kaido vẫn khuỵu gối, lấy tay ôm ngực và phải dùng chì làm điểm tựa cho khỏi ngã. Rõ ràng ông ta đang rất yếu, Yamato nhận xét không sai, nhưng cái sắp của Oda cũng phải còn sơi. Theo mình, hiện tại Kaido chắc chỉ còn tối đa 30% sức mạnh, thậm chí không đến. Nói thì anh em không tin, nhưng đánh nhau từ chapter 987 tới giờ, sang chap sau là chẵn 60 chap Kaido không nghỉ. Riêng thời gian ông ta một mình cân hết những người mạnh nhất liên minh đã dài hơn cả Arc Marineford, chỉ có 53 chapter. Mà trong 53 chap đó, Dâu Trắng chỉ hành động trong khoảng 35 đến 40 chap gì đó. Vậy là Kaido thể hiện nhiều gấp rưỡi bố già, quá đủ cho sinh vật mạnh nhất thế giới. Mà nói 30%, anh em nghe thấy ít chứ thực ra uy lực của Kaido vẫn vậy thôi. Để cho dễ hiểu thì cứ xem Kaido như một chiếc xe Mercedes màu xanh đang đi về hướng kinh thành. Ban đầu khỏe mạnh, sang đầy bình thì Kaido sẽ chạy được 1.000 cây số, nhưng giờ nhiên liệu chỉ còn 30% nên ông ta chạy tối đa được 300 cây số nữa. Đấy là vấn đề công lực, tương ứng với sức mạnh của ông ta. Còn uy lực, tức là tốc độ tối đa của chiến mã Kaido thì lúc đầy bình xăng hay chỉ còn 30% bình xăng nó vẫn thế. Kaido vẫn chạy được 200 km/h như thường, suy ra uy lực của các đòn tấn công không suy giảm. Nhưng vít ga nhiều lão sẽ chóng cạn nhiên liệu hơn, bằng chứng của việc sắp kiệt sức là Kaido khuỵu gối. Đó là tình trạng của Kaido, 30% là giới hạn cao nhất hiện tại của ông ta. Mình tin trận chiến này không kéo dài lâu được, nhưng con Mercedes màu xanh này vẫn còn đủ sức đi tới kinh thành.
Để tăng mức độ kịch tính, Oda sẽ để dân chúng nhận ra sự xuất hiện của Onigashima bằng một cơn mưa đá khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Lúc đó cả Luffy và Momo đều gặp khó. Nếu lũ hạ Kaido, người dân kinh thành lẫn người trên đảo sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng cậu không ra tay, ông ta mà thắng thì tất cả cũng chết. Mọi gánh nặng lúc này sẽ dồn lên đôi vai Momosuke. Đó là lúc Oda dành cho Jinisa một vai trò nào đó. Mình dự đoán nếu tập trung vào đánh nhau thì chỉ khoảng chắc 1050 là cuộc chiến sẽ ngã ngũ. Nhưng do còn Orochi, vụ cháy trong lâu đài, rồi còn cả hồi tưởng dành cho Kaido, cho nên hồi 3 của Akano sẽ kéo dài thêm đâu đó tầm 10 chapter nữa trước khi trận chiến bước vào giai đoạn 2 với sự tham gia của chính quyền thế giới. Nói chung, nếu nhận xét khách quan thì chapter 1046 khá nhạt so với các chapter gần đây, nhưng nó lại là chương chuyển tiếp để mở ra cao trào hấp dẫn nhất Akano tính từ đầu tới giờ. One Piece sẽ cực kỳ gay cấn trong khoảng 3 đến 5 chapter nữa, anh em cứ chờ mà xem nhé. Và đó là tất cả cảm nhận của cá nhân mình về chi tiết Luffy trong vai máy dập cổ đại cũng như diễn biến chung của chapter 1046 mới nhất. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Nếu thấy video này hay hãy dành tặng một like và bấm vào đăng ký kênh để ủng hộ chuyện tổng hợp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.